Sơn xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng sử dụng cái máy đo đường huyết sản xuất tại Ý của hãng Orcan. Thì hôm nay Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn sử dụng nhanh. Cái video này nó ngắn gọn để cho ông bà mình nhiều khi muốn mua về xài liền, không cần phải qua cài đặt, thì mình có thể xem video này. Cái này thì giá của hãng niêm yết là 1.150.000 ha. Thì mình đi theo máy sẽ có một cái máy như thế này, một cái bút lấy máu và một cái hũ kim 25 kim, 25 que để chúng ta có thể sử dụng. Thì sau khi này hết que thì chúng ta có thể mua cái hũ que khác, 25 que là 220.000 cả nhà ha. Còn đi theo máy hiện giờ một bộ này là 1.150.000. Có bà con mình có quan tâm á thì có thể liên lạc trực tiếp Hoàng Sơn để xem thêm thông tin. Rồi, Hoàng Sơn có một cái video riêng để cả nhà có thể cài đặt ngày giờ cái máy này để chúng ta có thể sử dụng chức năng là bộ nhớ và nhiều cái chức năng khác bên trong. Và một video nữa là hướng dẫn cách khắc phục lỗi tại nhà. Đó, như khi nào mà bà con mình có nhu cầu quan tâm đến những cái chức năng đó thì mình sẽ xem thêm. Còn đây là cách sử dụng khi mà mình mua máy về mà đơn giản, không cần cài đặt gì hết nha. Rồi, cả nhà mình để hai viên pin vô ha. Rồi chúng ta ấn số. Rồi xong ha. Rồi mình lại nắp lại nè. Rồi cái máy này nếu mà cài đặt ngày giờ thì chúng ta sẽ có một cái video để cài đặt hai cái nút này. Còn nếu như ông bà mình ở quê lớn tuổi mình muốn xài liền mà không có cần quan tâm đến những cái chức năng đó thì mình không cần quan tâm luôn. Rồi là cái máy đã chuẩn bị xong, mình gắn pin xong. Và bên đây là cái cây bút lấy máu nha. Rồi chúng ta sẽ có một cái cây bút lấy máu. Và đi theo cây bút là chúng ta có kim, những cái kim tròn ha. Trước tiên á, mình sẽ chuẩn bị cái cây bút lấy máu trước, là mình gắn kim vào trong cây bút. Thì nếu mà nhớ cây kim nhọn á, chúng ta chỉ cần chích vào tay một cái, chúng ta nặn ra là xong. Nhưng mà ở đây người ta có một cái cây bút để khi mà mình chích lấy máu thì nó sẽ rất là nhanh. Nó chích một cái, nó giật ra rất là nhanh, chúng ta sẽ không kịp đau luôn. Rồi bây giờ nè, mình sẽ nắm giữa hai cái màu trắng nè ha. Đó, cả nhà thấy không? Nè, làm lại ha. Mình nắm vào cái chỗ mà sần sần có cái gai nè. Đó, giữ chặt, rồi giữ chặt cái bút. Chúng ta xây nhẹ một cái giống như mở nút chai. Đó. Rồi bây giờ chúng ta gắn cái cây kim vào. Rồi, cây kim thì chúng ta chỉ cần dịnh cái đầu này cắm nhẹ vô cho nó cố định là xong. Rồi bây giờ mình sẽ dặn nhẹ cái đầu nhựa. Đó, để chúng ta tháo cái đầu nhựa ra đặng nó lòi cái kim lên nè. Rồi ha. Bây giờ mình lắp lại như cũ nè. Đó. Rồi. Mình xoay ngang một cái vào rồi ha. Thì hai bên ngay chỗ của cái cây bút này nè, nó có con số là số 5 ví dụ ha. Chúng ta sẽ nắm giữa cái đầu trong với đầu trắng nha. Rồi chúng ta xoay số 3, 2, 1. Rồi số 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tức là cái số 6 là cái cây kim sẽ lú ra sâu nhất, dành cho da tay người ta rất là dày. Còn thường á, mình sẽ để tầm số 3 thôi, số 3 hoặc số 4. Chứ nhiều khi đâm đâu á, đâm sâu thì nó sẽ đau. Còn nhiều khi số 1, số 2 thì nó cạn quá thì chúng ta sẽ không lấy máu được ha. Đó, cả nhà thấy hai bên nó có được có con số nè, số 3, số 3. Mình đều nhìn thấy rất là dễ dàng. Rồi, cả nhà nhớ nha. Nếu mà để mở lấy kim thì nắm giữa hai cái màu trắng đục sữa nè, mình xoay, mình tháo ra. Còn nếu mà chỉnh độ sâu của cây kim thì mình nắm một cái đầu trong và một đầu đục lên đây nữa mình xoay. Đó. Rồi. Để khi mà bây giờ muốn chích lấy máu thì mình kéo cò cái sau đít đó nè. Thấy không? Cái sau đít cái nút xám nè, chúng ta gị ra một cái. Đó, cả nhà thấy. Và khi chúng ta chích thì chúng ta bấm vào cái nút màu vàng. Rồi, mình sẽ làm lại nha. Kéo sau đít nó ra một cái. Đó, khi chích thì bấm vào màu vàng. Bình thường thì cái nút màu vàng á nó sẽ bị lúng xuống. Khi chúng ta kéo cò thì cái nút màu vàng sẽ nhảy lên. À, thấy không? Đó. Sau khi chúng ta để cái tay vào trong cái này nè, chúng ta bấm nút màu vàng để chích một cái rất là nhanh, chúng ta không kịp đau. Và sau đó chúng ta sẽ nặng lấy máu. Thì một cây kim này á, nó rất là rẻ, nó tầm khoảng 1.000 đồng cây thôi, nên là khi xài xong thì mình sẽ bỏ và không nên sử dụng lại kim ha. Còn que thì giá thành nó sẽ cao hơn một chút, nó tầm khoảng 10.000 một que. Ví dụ hũ 25 que này là tầm khoảng 220.000. Đó, thì sau này hết thì chúng ta sẽ mua một hũ que và kim. Rồi bây giờ Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cả nhà mình cách sử dụng nè. Trước khi mình sử dụng á, là mình sẽ rửa tay bằng xà phòng cho sạch, và chúng ta có thể lau khô bằng cồn.
vào thấy để còn bốc hơi rồi nha, bốc hơi khô tay rồi chúng ta mới lấy máu. Thì ở đây mình sẽ có một cái túi còn khô để thử cho cả nhà mình. Đó. Tại vì khi mà cái tay mình ướt thì nó máu mình chứ ra nó sẽ bị lỏng, nó sẽ không chính xác, mình phải để khô nha. Còn cái que mình là nó có hạn sử dụng tầm khoảng 1 năm, nên là chúng ta khi sử dụng chúng ta nhớ đậy kín cái này. Tại vì khi mà mình mở nắp ra đó, thì sợ là cái tay mình ướt hoặc là cái độ ẩm nó hút vào thì những cái que trong đây nó sẽ nhanh hết hạn sử dụng, nên là chúng ta phải lau khô mới lấy que, lau khô tay nha. Rồi mình đậy nắp lại liền. Rồi bây giờ mình sẽ cắm que vào máy nha. Tại vì nếu mà như chúng ta cắm que vào nè, cái chữ OK là chúng ta nhìn thấy là mặt thuận của máy nha. Rồi cái que là nó có màu trắng với màu đen, thì chúng ta thấy cái màu đen nó có hình mũi tên chỉ vào thì nó sẽ theo cái mặt thuận nha. Còn chúng ta để màu trắng thì là bị ngược nè ha. Và cái mũi tên thì cắm vào máy, nó có hướng mũi tên cắm vào máy. Còn cái chỗ lấy máu là ở phía ngoài ha, từ ngoài chạm vào. Rồi bây giờ mình sẽ gắn vào nha. Từ ngoài mình gắn vào cái đuôi của máy nè, cắm vào đó. Rồi cả nhà thấy, sau khi mình cắm vào không cần cài đặt gì, máy nó sẽ hiển thị giọt máu chớp 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 để chúng ta lấy máu. Thì nếu mà như chúng ta để lâu quá cái máy nó tự tắt thì chúng ta có thể rút ra cắm lại, hoặc chưa xài chúng ta có thể bỏ trở vô. Còn nếu xài rồi thì cái que này phải dẹp bỏ bên ngoài nha, không được bỏ trở vô hũ này à, nó sẽ làm ẩm hút qua những cái que khác, nó sẽ hư đó. Nên là bây giờ mình xài xong là bỏ que này. Rồi bây giờ sau khi mình giả sử mình ít có xài, mình chưa kịp xài, để lâu quá máy nó tắt, thì mình rút ra mình cắm lại. Que chưa xài nha, còn que xài rồi mình cắm vào nó sẽ báo lỗi đó. Chúng ta cắm vào đó, nó sẽ hiện được máu chớp 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 nè cả nhà, thấy không đó. Rồi chúng ta cắm vào hiện giọt máu chớp chớp mới lấy máu chạm vào que, chứ không được lấy máu trước. Chúng ta lấy máu trước là nó hiểu que xài rồi là không xài được nha. Rồi bây giờ Hoàng Sơn sẽ hướng dẫn cái nhà mình. Đầu tiên mình sẽ xé còn ra, mình lau ở cái đầu ngón tay đó. Mình thường mình lấy lau đầu ngón tay, rồi mình chờ xíu cho nó khô còn ha, rất là nhanh khô còn mà. Rồi mình sẽ chỉnh độ sâu ở cái số 3 ha, bắt đầu mình kéo cò nè đó. Rồi mình để nghiêng vào bên đầu ngón tay. Thì thường cả nhà mình nên đo trước khi ăn nghe, hoặc là sau khi ăn khoảng 2-3 tiếng. Rồi mình để vào đây đó, mình sẽ chích một cái, nó rất là nhanh. Rồi chúng ta sẽ nặng ra cho đủ một giọt máu nè à, cả nhà thấy không, đừng có ít quá mà đừng có nhiều quá. Nhiều quá thì thừa, ít quá thì nó không kịp hút, cả nhà thấy không. Rồi bây giờ mình sẽ chạm từ ngoài vào ha đó. Sau từ ngoài chạm vào, từ ngoài chạm vào. Rồi sau khi 3 đến 5 giây, 5 giây nó sẽ ra một con số là 99 mg trên decilit. Rồi đó, bây giờ mình sẽ lau khô cái phần máu này đi. Rồi, nó không có đau tại vì chích rất là nhẹ, mình chích nhẹ thôi rồi sau đó mình nặng ra, chứ đừng có chích sâu quá nó máu nhiều. Rồi, bây giờ nó hiển thị một con số là 95. Mình sẽ tra vào cái bảng này. Miligam trên decilit 95 ha. 95 thì nó nằm ở trong khoảng 90 đến 100. Nó nằm trong cái ô màu xanh. Đó, nằm trong cái ô màu xanh có nghĩa là đường huyết bình thường. Còn nếu mà như màu vàng là đường huyết bình thường sau bữa ăn, và màu đỏ là đường huyết bị cao. Thì ở đây nó sẽ có hai đơn vị. Tại vì mỗi một cái máy như thế này á, nó chỉ cài đặt một đơn vị thôi, nhà sản xuất chỉ cài đặt một đơn vị là milimol trên lít hoặc là miligam trên decilit, nên chúng ta không cài đặt được cái này. Nhưng mà trên cái bảng thì thường lúc nào cũng có hai đơn vị song song à, ví dụ là miligam thì chúng ta tra bên dãy miligam, còn milimol thì tra bên dãy milimol. Thì cái máy của hãng là miligam ha, thì trong Nam mình hay xài là miligam đó. Thì mình tra vào đây rất là dễ dàng ha, vậy là xong. Rồi bây giờ mình lấy que ra nha. Thì ở phía sau nó có một cái nút nè đó, chúng ta đẩy gần cái chỗ cái que, chúng ta có thể nắm rút ra không được mà chúng ta chỉ đẩy nhẹ là que nó nhăn ra. Đây chúng ta bật cái nút ở phía sau ra nè, thấy không, cái máy nè phía sau nè đó. Thì đây là cái cách sử dụng rất là đơn giản cho ông bà mình ha. Thứ nhất
là mình bỏ pin vào là xong chuẩn bị cái máy. Thứ hai là mình cắm cái cây kim vào, mình chỉnh độ sâu của kim để sẵn. Và cái thứ ba là mình rửa tay và để khô. Mình để khô để mình mới mở cái nắp que này ra. Sau khi mở ra vậy đầy lại. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ cắm que vào máy. Sau khi nó hiện giọt máu chớp 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 mới lấy máu. Chứ nếu mà nó chưa hiện giọt máu mà mình chấm trước thì nó hiểu que đã xài rồi. Mình bây giờ que đã xài xong là không xài lại được nữa cả nhà ha. Và không được bỏ vô trong cái hũ này nghe. Đó, nó sẽ làm hư những que khác đó. Rồi sau đó mình sẽ kéo cò và để vô tay. Mình bấm một cái. Rồi nặng qua và hút máu vào. Rất là đơn giản. Thì đây là cái cách sử dụng cho ông bà mình ở dưới quê, người lớn tuổi không có cần cài đặt gì hết. Cứ mua máy về cắm que vô là xài. Còn nếu mà như bà con mình quan tâm đến chức năng là bộ nhớ nè, ngày giờ nhớ để mình có thể xem lại, hoặc là những chức năng cảnh báo tiếng beep như nào đó, thì Hoàng Sơn có một cái video chuyên sâu hơn, cả nhà mình có thể xem thêm. Hoặc là cái cách khắc phục lỗi như thế nào. Hoặc là bà con mình có thể gọi trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nha. Đây là hãng Oke. Giá của hãng niêm yết là 1.150.000, bảo hành trọn đời và đi theo kèm là sẽ có 25 que luôn. Rồi, chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại ở video sau.